Sau buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Sinh Sai Nai 2017, ban tổ chức chương trình đã có buổi làm việc tuyển chọn hơn 50 thí sinh đủ điều kiện bước vào vòng sơ loại diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tại Queen Plaza Kỳ Hòa. Hơn 50 thí sinh là những gương mặt đại diện cho hệ thống Sin Beauty trên khắp mọi miền đất nước đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho các phần thi của mình. Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với Miss Sinh Sai Nai 2017. Trước khi bước vào phần thi chính thức, tất cả các bạn thí sinh đã được tập huấn về kỹ năng catwalk, tạo dáng với sản phẩm, trả lời vấn đáp các câu hỏi về tư duy kinh doanh cũng như thể hiện bản lĩnh của nhà lãnh đạo qua một số thử thách. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật rất đặc biệt trong vòng sơ loại Miss Sinh Sai Nai 2017. Đó chính là thành viên ban giám khảo. Và chúng ta sẽ cùng chào đón CEO Sin Beauty, chị Lê Thị Xuân. Các bạn hãy cùng với chúng tôi chào đón một ca sĩ, diễn viên, MC rất đa tài và rất điển trai. Đó chính là ca sĩ Nguyên Vũ. Vị giám khảo tiếp theo, nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, thương hiệu thời trang Jolly Bolly. Chúng ta sẽ cùng chào đón người mẫu nổi tiếng, đạo diễn catwalk Nhã Trúc. Bước vào phần thi đầu tiên, catwalk tạo dáng với sản phẩm, 50 thí sinh đã thể hiện phong thái tự tin, sự đầu tư về hình ảnh cũng như tâm huyết dành cho cuộc thi. Tất cả cho thấy sự chỉnh chu và nhiệt huyết của các bạn khi đến với Miss Sinh Sai Nai 2017. Ngày hôm nay, với vai trò là thành phần ban giám khảo, cùng cương vị là người sáng lập ra cuộc thi và nhà đồng tài trợ, tôi thật sự rất bất ngờ về chất lượng thí sinh năm nay. Các bạn rất chỉnh chu trong tác phong cũng như là ngoại hình rất là xinh đẹp. Chính vì điều đó đem lại sự khó khăn cho ban giám khảo chúng tôi. Và chúng tôi đã phải chọn ra 25 thí sinh thay vì 20 thí sinh của tiêu chí cuộc thi. Với những cái tiêu chí mà đề ra từ đầu, ngoài trừ việc có một gương mặt khả ái, một hình thể tốt, thì sự tự tin cũng như sự am hiểu về sản phẩm mà mình đang thể hiện sẽ trở thành tiêu chí mà để chấm điểm. Thì với 25 bạn lọt vào vòng trong thì đó là 25 bạn mà Nhã Trúc đánh giá là có gương mặt và kỹ năng trình diễn tốt, và hy vọng rằng các bạn sẽ thể hiện xuất sắc ở vòng thi tiếp theo. 25 thí sinh xuất sắc nhất đã may mắn được chọn tham dự vòng bán kết. Các thí sinh được đội ngũ chuyên gia make-up chuyên nghiệp chăm sóc hình ảnh, tạo diện mạo hoàn hảo từ gương mặt đến mái tóc để bước tiếp vào phần chụp ảnh một cách xinh đẹp, tự tin nhất. Đối với người vụ, ban giám đốc công ty tổ chức ra một cái sân chơi như vậy dành cho tất cả các người đẹp, gọi là những người nhân viên, những người đại lý, những người bán hàng. Người vụ thấy rằng là điều này cần nên làm ở mỗi năm để không chỉ cho mọi người thấy là đây là nơi chỉ là bán một cái mỹ phẩm nào đó thôi, mà cũng là nơi để mà cắt sắc đẹp và sáng. Mặc dù thời gian quy định chỉ 30 giây cho mỗi thí sinh pose dáng để chọn ra hai bức ảnh đẹp nhất, nhưng có thể nói tất cả các bạn thí sinh đã thể hiện được vẻ đẹp tươi tắn rạng ngời nhất của mình, đồng thời cho thấy sự am hiểu dành cho mỗi sản phẩm của Sin Beauty trong từng bức ảnh. Cuộc thi này với tiêu chí không chỉ là một cuộc thi về nhan sắc đơn thuần mà còn thể hiện sự tự tin và cũng như là tính cách tương tác của các bạn đối với sản phẩm. Thành ra tôi nghĩ là những bạn nào có quá trình đã làm việc với lại là nhãn hàng lâu
cộng với lại là tính cách có những cái điểm nét thú vị. Và phần biểu hiện năm nay tròn trịa thì các bạn sẽ là một trong những ứng viên có thể được lựa chọn vòng trong. Vòng bán kết cuộc thi Miss Sunshine 2017 diễn ra với hình thức bình chọn online trên Facebook đã chính thức kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 23 tháng 12 năm 2017, hé lộ 13 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Đào Ngọc Thủy, Lê Thị Thúy An, Nguyễn Thị Trúc Ly, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Thị Lệ, Phùng Thị Tuyết Khương, Lê Phan Hạnh Nguyên, Lê Thị Huỳnh Trang, Quách Bảo Nhi, Hồ Dương Hồng Loan, Lê Thị Thanh Tâm, Hà Thị Hạ Huyền. Chúc mừng 13 cô gái tự tin, xinh đẹp, bản lĩnh đã bước vào vòng chung kết. Và ai sẽ là Miss Sunshine 2017? Tất cả sẽ có câu trả lời vào đêm nay, đêm của vẻ đẹp thăng hoa.